Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 10 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Bãi Tư Chính, Đảng có 3 đường thoát, họp Trung ương, ủy viên mò sách lược. Vâng, tại thời điểm này ở Hà Nội đang diễn ra một sự kiện rất quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là Hội nghị Trung ương lần thứ 11 của Đại khóa 12 Đảng Cộng sản Việt Nam. Và tại đây, những người đứng đầu của Đảng Cộng sản đang tìm mọi biện pháp để đưa nền kinh tế phát triển lên. Nhưng dường như họ đang gặp rất khó khăn mà ngay nơi mà họ không lường trước được, đó là từ Bắc Kinh. Những người đồng chí rất thân thiện với họ từ trước đến nay thì đã đưa những đội tàu khảo sát cùng tàu Hải Dương 8 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong suốt gần 3 tháng qua. Và cho đến thời điểm này thì họ vẫn tiếp tục khảo sát. Và chính vì vậy mà Hội nghị Trung ương 11 đã họp giữa căng thẳng chưa từng có tại khu vực Bãi Tư Chính và trên Biển Đông. Và hình ảnh mà chúng tôi xin chia sẻ ngay lập tức đó là hình ảnh mới nhất được cho rằng về các hoạt động của tàu Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hôm nay, ngày 10 tháng 10 năm 2019, do nhà nghiên cứu Phạm Thắng Nam chia sẻ. Tàu Hải Dương 8 bắt đầu thực hiện các đường khảo sát mới chạy song song với vĩ tuyến, quét ngang qua các lô thăm dò khai thác dầu khí của Việt Nam ở vùng biển Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Vào lúc 11 giờ 29 phút hôm nay, ngày 10 tháng 10 năm 2019 giờ Việt Nam, tàu Hải Dương 8 bắt đầu thực hiện một khảo sát mới chạy song song với đường vĩ tuyến và quét ngang qua lô thăm dò khảo sát Đan Văn 04. Để dễ phân biệt, đường khảo sát này được đặt tên là đường khảo sát số 9. Trong những ngày tới, các đường khảo sát thứ 10, 11, 12 mà Hải Dương 8 thực hiện sẽ song song với đường thứ 9 nói trên và đi qua các lô thăm dò khai thác dầu khí nằm trong vùng Đan Văn 04. Đó là các lô Bisheng 16, Huayang 34. Các điểm cực tây của các đường khảo sát này sẽ chỉ cách bờ biển Việt Nam khoảng từ 120 đến 130 km mà thôi. Cần nhắc lại là các lô thăm dò khai thác dầu khí Đăng Quân 22, Đăng Quân 04, Bisheng 16, Huayang 34 và Huayang 10 và Xinjin 22 là các lô thăm dò khai thác dầu khí nằm trọn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng Trung Quốc đã ngang ngược nhận là của mình, đặt tên mới cho các lô này vào năm 2012. Và Trung Quốc đã mời các công ty dầu khí quốc tế đến tham gia khai thác. Tuy nhiên, không có công ty nào tham gia vì ngại phản ứng quyết liệt nhưng hợp pháp của phía Việt Nam. Và cho đến nay, các bạn cũng đã chứng kiến trong thời gian vừa qua thì đây là những đường thăm dò dài nhất, lớn nhất và sát nhất vùng ngay sát bờ biển của Việt Nam và nằm ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và nếu chúng ta để sát lại cho các bạn cùng khảo sát thì sẽ thấy những cái đường này rất thẳng và mỗi đường như vậy kéo dài trên 200 cây số và điều đó rất nguy hiểm đối với Việt Nam khi không thể bảo vệ được chủ quyền của mình trước các lực lượng xâm phạm bờ biển mà của chính nhà cầm quyền Bắc Kinh đã ra lệnh cho những chiếc tàu này đi vào. Và những cái nước cùng thể chế cộng sản như Việt Nam và Trung Quốc dường như đã không còn là có những tình hữu nghị như trước nữa. Và sau tuyên bố hôm ngày 7 tháng 10 năm 2019 của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương phân tích, dự báo có căn cứ cơ sở khoa học tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông, thì ông và 200 ủy viên Trung ương của mình phải ngồi với nhau để xem xét biện pháp đối phó với các đồng chí Trung Quốc ngày càng hung tợn trên Biển Đông. Và chính vì đấy, vừa qua các bạn đã chứng kiến những phiên họp thứ 2, thứ 3 đã không có nhiều thông tin được đưa ra từ Hội nghị Trung ương này mà chỉ có những bản tin rất ngắn và chỉ nói chung chung mà thôi. Và như vậy, những cái việc mà bàn thảo trong hội nghị thì người dân gần như không được biết và không được tham gia. Và báo chí quốc tế và các nhà nghiên cứu về Việt Nam đã đồng loạt lên tiếng về vụ việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam một cách ngày càng trắng trợn. Và hình ảnh mà các bạn có thể thấy rất rõ trên những trang báo quốc tế đã đăng là Đảng Cộng sản Việt Nam trước 3 lựa chọn xử lý căng thẳng Bãi Tư Chính với Trung Quốc. Đây là bài viết của giáo sư Cathay, Học viện Quốc phòng Australia, Úc. Lãnh đạo Việt Nam lại phải đối mặt với một thách thức lớn liên quan đến sự lãnh đạo của họ trong vấn đề chủ quyền Việt Nam. Vào đầu tháng 7, Trung Quốc đã điều tàu khảo sát Hải Dương 8 đến vùng nước rõ ràng nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam để tiến hành các khảo sát trái phép. Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc được hộ tống bởi các tàu hải cảnh cùng dân binh và tàu cá. Tàu hải cảnh Trung Quốc ngăn chặn các tàu cảnh sát biển Việt Nam bằng cách đi qua đầu tàu tốc độ cao và sử dụng vòi rồng từ xa để cảnh báo các tàu cảnh sát biển Việt Nam thay vì đối đầu trực tiếp như hồi
năm 2014. Khi Trung Quốc vào triển khai giàn khoan Hải Dương HD981 vào vùng biển Việt Nam, thì lúc đó Trung Quốc đã có những biện pháp rất mạnh đối với những lực lượng cảnh sát biển của Việt Nam khi đó. Và tàu Hải Dương 8 thực hiện chuyến khảo sát ở vùng nước có các lô dầu khí được Công ty Dầu khí Quốc gia Trung Quốc CNOOC xác lập vào năm 2012. Trong suốt 7 năm qua, không có bất cứ công ty dầu khí nước ngoài nào nhận lời mời khai thác các lô này của CNOOC của Trung Quốc. Và đây là cái điều rất đặc biệt, vì rõ ràng là những nước trên thế giới họ đã biết rằng đây là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và họ không thể sử dụng những cái hợp đồng với Trung Quốc để khai thác trái phép trên vùng lãnh thổ của Việt Nam. Và ngoài ra, giáo sư Cathay cho biết thêm những thông tin rất quan trọng như sau. Đây là hình ảnh giáo sư Cathay, Học viện Quốc phòng Úc, một chuyên gia về vấn đề Biển Đông. Vào ngày 12 tháng 5, giàn khoan của công ty Nhật Bản có tên là Hakuryu 5 do công ty liên doanh giữa Việt Nam và Rosneft của Nga thuê bắt đầu khoan dầu ở lô 0601 thuộc Bồn Trũng Nam Côn Sơn. Sau đó, Trung Quốc đã điều một số trong những tàu hải cảnh của mình đến quấy nhiễu hoạt động trợ giúp hậu cần cho Rosneft ở lô này. Vào giữa tháng 8, Hải Dương 8 tạm rút khỏi khu vực về đá chữ thập trước khi quay lại và tiến gần hơn về phía bờ biển Việt Nam. Ngày 23 tháng 9, Hải Dương 8 một lần nữa lại rời khỏi khu vực và đi về phía đá chữ thập. Vào đầu tháng 9, Trung Quốc triển khai tàu cẩu lớn nhất thế giới là Lam Kình của Công ty Dầu khí Quốc gia Trung Quốc CNOOC đến cách khu vực bờ biển Quảng Ngãi khoảng 90 km mà thôi. Và những cái thông tin như thế này thì các bạn chắc chắn chưa được biết, và những hình ảnh như vậy cũng đang bị giấu giếm rất nhiều trước người dân trong nước, vì việc này rất nhạy cảm, và đặc biệt với quan hệ Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian vừa qua đã trở nên rất căng thẳng vì khu vực bãi Thứ Chính. Và cũng vị giáo sư Học viện Quốc phòng Úc này đưa thêm ra nhận định như sau. Đây là hình ảnh của Lam Kình, tàu cẩu lớn nhất thế giới của Trung Quốc, chuyên làm nhiệm vụ cẩu và đặt những thiết bị rất nặng như các giàn khoan dầu khí, đã đi sát bờ biển Việt Nam nhiều ngày liên tục vào đầu tháng 9 vừa qua. Việc rút đi của tàu Hải Dương 8 hiện tại không hoàn toàn vì lý do thương mại. Trung Quốc đã nói rõ trong bản thảo quy tắc về ứng xử giữa ASEAN và Trung Quốc, viết tắt là COC, do nước này đệ trình để thảo luận, là Bắc Kinh chống lại việc để bất cứ công ty nước ngoài nào hoạt động ở Biển Đông. Giới chức Trung Quốc đã yêu cầu cả chính thức lẫn không chính thức với phía Việt Nam phải ngưng các hoạt động khai thác cùng với Rosneft của Nga. Đây là tuyên bố chính thức của Trung Quốc mà Việt Nam cũng chưa đưa ra một cách cụ thể và chi tiết. Và âm mưu và thủ đoạn của Trung Quốc đã được lên kế hoạch và tính toán rất kỹ lưỡng. Họ nhằm đúng lúc Đảng Cộng sản Việt Nam họp Hội nghị Trung ương 11 để đưa tàu vào thăm dò vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhằm gây hỗn loạn cũng như những khó khăn cho công tác bố trí nhân sự của trước Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và điều này rất nguy hiểm. Và hình ảnh mà chúng tôi chia sẻ thêm đó là hình ảnh hội nghị Trung ương 11 hôm nay đã diễn ra tại Hà Nội vào ngày 10 tháng 10 năm 2019. Và cũng nhận định thêm, ngoài ra Trung Quốc dường như cũng đang cố gắng gây ảnh hưởng lên kỳ họp hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng 11. Cũng phải nhắc lại là vào năm 2014, việc Trung Quốc cho triển khai giàn khoan Hải Dương 981 đã làm dấy lên làn sóng biểu tình chống Trung Quốc lan rộng ở Việt Nam. Một nhóm những đảng viên và quan chức nhà nước quốc phòng về hưu đã ký một bức thư ngỏ kêu gọi Việt Nam phải thoát Trung. Ngoài ra lúc đó có sức ép cần phải triệu tập một cuộc họp Ban chấp hành Trung ương để lên án Trung Quốc và tiến gần hơn về phía Mỹ. Khi giới chức Trung Quốc biết được điều này, họ đã tuyên bố là Hải Dương 981 đã hoàn tất nhiệm vụ và sẽ rút giàn khoan do bão. Hành động của Trung Quốc đã làm giảm tác động lên sức ép từ những ủy viên Ban chấp hành Trung ương. Những người muốn có hành động cương quyết với Trung Quốc đã không có một cuộc họp đặc biệt nào được triệu tập như vậy. Đây là chia sẻ của ông giáo sư Cathay của Úc đã đăng tải trong thời gian vừa qua. Và dự kiến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sau Hội nghị Trung ương 11 sẽ đi Mỹ theo lời mời của Tổng thống Donald Trump. Và hình ảnh mà các bạn có thể thấy rất rõ vừa qua tại Hà Nội đã nói lên điều đó. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng ở Hà Nội vào hôm 27 tháng 2 năm 2019 vừa qua. Cuộc họp Ban chấp hành Trung ương 11 rơi đúng vào lúc có tin rằng Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có thể sẽ gặp Tổng thống Donald Trump ở Nhà Trắng vào tháng 10 này, tức là trong tháng này. Cũng cần phải nhắc lại là khi ông Trọng gặp Tổng thống Donald Trump ở Hà Nội vào tháng 2 vừa qua,
thượng đỉnh Mỹ Bắc Hàn, Tổng thống Mỹ đã đích thân mời đối tác Việt Nam sang thăm và thảo luận việc gia tăng quan hệ đối tác toàn diện. Đây là hình ảnh các bạn có thể thấy, và hy vọng là chuyến thăm này nếu diễn ra thì sẽ đưa quan hệ của Việt Nam và Mỹ có thêm bước phát triển mạnh hơn nữa để đối trọng lại với việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Và lịch trình của hội nghị Ban chấp hành Trung ương 11 sẽ cân nhắc đề nghị của Bộ Chính trị về cách xử lý tình trạng bế tắc hiện nay ở vùng gần bãi Tư Chính, và nhìn chung là các chính sách trong quan hệ giữa với Mỹ và Trung Quốc tại thời điểm hiện tại cũng như thời điểm tới. Và thông tin chúng tôi xin cung cấp thêm cho các bạn biết rằng đây là hình ảnh của trợ lý Ngoại trưởng Mỹ hoặc đặc trách cho Đông Nam Á, Thái Bình Dương, David Stever. Không khí xung quanh chuyến thăm của Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng lúc này là khá phức tạp, tức là chuyến ông Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng có thể sẽ sang Mỹ vào tháng 10 này. Một mặt, Tổng thống Donald Trump và đại diện thương mại của ông đã chỉ trích Việt Nam vì những thặng dư thương mại giữa Việt Nam với Mỹ, một phần là do việc dán nhãn lại và xuất các hàng hóa làm từ Trung Quốc sang Mỹ qua đường Việt Nam. Mặt khác, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng chỉ trích hành động bắt nạt và đe dọa Trung Quốc của Trung Quốc đối với các chương trình khai thác dầu khí lâu dài của Việt Nam. Bản thân Việt Nam cũng đã cương quyết công khai kêu gọi quốc tế ủng hộ cộng đồng và những đấu tranh của Việt Nam với Trung Quốc trong thời gian tới. Thêm nữa là chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ đã xác định Việt Nam là một đối tác chiến lược tiềm năng. Tóm lại, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng có thể tìm được những người nghe thông cảm nếu ông đến Washington vào thời gian tới. Và các phản ứng của Việt Nam đối với Trung Quốc trong thời gian qua vẫn chỉ mang tính biểu tượng ngoại giao mà thôi. Và hình ảnh các bạn có thể thấy rất rõ là Việt Nam đã 40 lần gặp Trung Quốc cũng như trao công hàm phản đối. Nhưng cho đến thời điểm này dường như Trung Quốc không đếm xỉa đến những điều mà Việt Nam chia sẻ với Trung Quốc về việc đó. Và cho đến nay Việt Nam đã đáp lại những đe dọa từ phía Trung Quốc theo cách hết sức nhẹ nhàng. Việt Nam đã gửi một loạt các phản đối qua đường ngoại giao và các kênh khác yêu cầu Trung Quốc rút tàu khỏi vùng biển của Việt Nam. Tàu cảnh sát biển của Việt Nam đã áp dụng chính sách theo dõi tàu Hải Dương 8, các tàu hải cảnh và dân binh theo cách không gây hấn. Việt Nam cũng giữ không để truyền thông quốc tế đưa tin như hồi năm 2014 khi các phóng viên nước ngoài được phép lên các tàu cảnh sát biển của Việt Nam. Việt Nam cũng khá kín kẽ trong việc đưa tin trên phương tiện truyền thông trong nước để đề phòng các cuộc biểu tình chống Trung Quốc có thể diễn ra và có thể biến thành bạo lực. Và giờ đây, đứng trước an nguy của đất nước, với trên 90 triệu người dân, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đang lúng túng trong việc tìm cách thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Trung Quốc, một thể chế cùng ý thức hệ chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội với Việt Nam, và điều này chúng ta cần quan sát trong thời gian tới. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm, ngày 10 tháng 10 năm 2019 từ Berlin. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại những bình luận, và chúng tôi sẽ cung cấp cũng như phục vụ các bạn những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Trung Khoa, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.